lập đơn và vẫn giữ. Như bạn thiếu tiền này nay tôi một đợt được đăng ký để ủng hộ mình nhé, cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Đây, mình sẽ đặt tên sản phẩm này là chú ông thợ nha. Chú ông thợ các bạn ơi. Sản phẩm này mình sẽ đặt tên là chú ông mới nở. Chú ông mới nở nha các bạn ơi. Sản phẩm này mình sẽ đặt tên là côn trùng bay. Cái tiền tiền ngoài kia đấy. Cái gì? Cái là tiền ngoài kia đấy. Làm gì đâu? Cái nào đấy? Không ạ. Vâng. Cái điện thoại mở lên mà. Kệ nó. Wow, cái ảnh nó quá. Cái này cái gì? Đấy. Đỏ đây. Đỏ đây không biết. Đúng rồi, gần rồi, đúng vị trí này. Anh không có cái thảm cùng màu đâu, cái thảm đỏ thôi. Thế đỏ sao? Còn mấy cái dán đi dán lúc đầu kem này, đây này, nhìn cái này. Như vậy sản phẩm của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Chú ong thợ của mình các bạn ạ. Còn đây là chú ong mới nở. Còn đây nữa sản phẩm
côn trùng ve của mình đây. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like để đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Mình sẽ tô một sản phẩm con kim chúa nha các bạn ơi. Đây mình sẽ tô màu sản phẩm con trâu trống. Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ làm một video tô màu về con này cậu. Bây giờ mình sẽ tô vậy này. Ôi bố, ông bà bố bố. Mẹ muốn đi ăn gà rán. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con lợn không đeo. Bây giờ các bạn cùng đón xem mình tô màu nhé. Nước của chúng hả? Con kiến chúa của mình sắp xong các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tua tay ông thủy và chân ông thủy các bạn nha. Đây, con trống chấu của mình cũng sắp xong rồi. Màu xanh cái gì đẹp. Quay bằng dõi có được không bố? Bố,
con sâu mẹ của mình cũng sao xong đấy các bạn. Như vậy sản phẩm của tôi đã kết thúc rồi nha các bạn. Đây, sản phẩm con kiến chúa của mình đã xong rồi nha các bạn. Đây là sản phẩm con sâu mẹ đây các bạn ơi. Sản phẩm con châu chấu rất chi là đẹp nha. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.